Xin chào anh em nhé. Bữa nay mình tiếp tục chơi từ game TOE3 anh em, nghĩa là Trust Up Hero V3 đó. Đó. Bữa nay mình vô mình sẽ mua xe anh em nhé. Bữa nay mình mua xe con xe Scania anh em nhé, là con Steam á. Đó, Steam á. Thì mình không có hack anh em. Đó, nhiều người nói mình chơi hack ha. Anh em nhìn số tiền mình nè. Này, số tiền mình. Nó chỉ có 16.000 thôi, mình chạy đi chiến được như đó đó. Đó. Ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi mua con xe. Đó, mình sẽ mua xe. Rồi mình sẽ để coi mình sẽ anh chờ xíu. Đây. Nên theo xe mình hiện tại chỉ có là hai con xe thôi anh em ơi, con gốc đầu tiên với con Volvo nhé. Đó. Rồi mình sẽ quay lại mình mua xe nè. Rồi, mình vô phần gara anh em ha. Vô phần gara. Đấy. Mình sẽ chọn tới. Con stream còn nóc thấp không, mình thấy con nóc cao ra xíu nè. Đấy. Rồi bây giờ mình siêu xác nhận mình mua ha. Check in, nó không báo không đủ nha, không tiền ha. Mình cái này rồi đó, mình thấy không? Rồi mình sẽ vô cái phần phần một mình mua tiền bằng tiền thấy mà. Bây giờ mình mua vàng trước đó, mình dùng từ thật mua vàng trước ở đây nó có cái mực một 70 ngàn vàng. 70 ngàn vàng sẽ được, mình sẽ mua bằng 46.000 tiền thật mà mình mua qua nhà mạng mua phone em nhé. Bây giờ mình mua một nhẫn nè, giờ mình nhấn cái này nhé. Rồi nhấn vô, đang xử lý đó, thấy không, thanh toán thành công rồi em nhé. Rồi hỏi tổng thốc nè, đây nó báo nè, quý khách thanh toán thành công giao dịch trị giá là 50.000 gì đó, là tính phí 10% gì đấy. Rồi mình đã mua xe này rồi anh em ơi. Đấy. Thấy chưa? Ừ. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ thoát ra. Rồi, mình đã chạy con mình rồi nhé. Hiện tại mình bỏ thùng hàng xuống để mình lấy hình độ được nhé. Bây giờ mình vô mình đổi xe. Đấy. Mình vô cái phần hình chiếc xe này anh em. Chết. À quên em chưa. Mình chưa có mua chiếc xe. Em thấy hôm nay nè, tiền nó đang tăng lên nè, nó là được xa 86.000 nè. Đấy. Anh thấy không? Đấy, bây giờ mình vô mình chọn xe. Lộn. Nãy mình mới dùng tiền mua tiền thật thôi chứ mình chưa có mua xe. Rồi, bây giờ mình sẽ check coi giấc con xe này ha. Con Scania nè. Đấy, nó hỏi mình nè. Có mua ngồi không, mua đây nha, nhấn nút ok. Được chưa? Gì? À, nó kêu mua gara anh em ơi. Nó kêu phải mua cái gara. Bạn không có đủ chỗ để được đậy xe. Ok. Ok. Em chờ xí nha. Rồi, bây giờ mình vô cái phần gara đây, mình mua cái gara. Ở đây mình mới có cái gara thôi ha. Bây giờ mình mua những hiệu cộng cho đây nè. Đấy. Mình mua. Rồi, ở đây nó sẽ bao tốn là 30.000 tiền lắm nhé. Mình thấy mình chọn là ta. Unit. Zut. Thâm bét gì nè. Đấy. Rồi, mình mua xe rồi đó nè. Đấy, sau một hồi mua được xe ha, mình không có cần mua thêm gara anh em. Mình chỉ cần nâng cấp cái gara, mình lên tốn 18.000 mấy là mình mua được xe anh em nhé. Mình không cần phải đi mua thêm gara nữa. Còn mua gara thì chú ý cho nó mới cái chỗ thôi ha. Để em đậu những cái bãi gara cho đẹp thôi. Còn bản thân mình nâng cấp cái gara lên thì mình sẽ mua được thêm xe vô nha. Nó bán nó full xe rồi anh em. Hiện tại mình chưa có độ gì con xe này hết em ha. Đấy, yên nguyên nha. Đấy, yên nguyên. À, anh em muốn mà chỉnh sửa ghế nha, anh em tắt cái wifi đi, anh em đổ. Sau khi anh em đổ xong rồi, anh em sử dụng bằng wifi là anh em chạy để nhận hàng chạy nha. Đừng để wifi, để wifi nổi thì quảng cáo là mình không có bấm nút mà ít được, không quỷ được, thì nó cứ chờ và lâu lắm nha. Đấy. Đấy. Mình
mua thôi, mà mua cái đó lẻ cài cũng làm hết một, nhưng level mình thì cũng phải cài thôi nhé ha. Hy vọng nó có online thì mình mua ha. Nhầm vô thang máy đi. Đấy. Chung đẹp hơn nữa, đẹp. Đấy. Nhìn chất thế. Đấy. Giờ cho mình chạy trước em, rồi mình độ sao em ha. Khi em đổ xe thì em vô con này độ anh em nhé. Vô chỗ này nè. Anh nhìn em không, giờ còn chưa biết máy chơi chưa biết ạ. Vô chỗ này nè. Ủa lộn. Chỗ này ta. Đó, vô chỗ này em độ nha. Đó, anh em vô chỗ độ thì em vô nhấn vô chỗ này nè, confirm nè. Đó. Nhấn vô confirm thì em độ xe lên ha. Đó, anh em muốn độ cục máy, độ cái gì đó thằng độ ha, skin gì đó, tùy anh em thích nha. Không có skin gì độ skin đó ha. Cái này mà độ skin phải mất tiền đó nè. Đấy, mất tiền đau chứ. Hiện tại chưa có skin. Mỗi lần kéo cái màu là tốn tiền thôi ha. Tốn tiền. Chơi màn đi cho nó đậm đậm đi. Ngàn rưỡi ha. Đậm luôn. Đấy. Cái màn này cũng đẹp thế nè. Đấy. Cái hình con sư tử. Chỉnh vô cho nè. Đấy, đẹp thế. Nó qua chất, qua chất. Mình có lên cái nóc đó không ta? Vô mình lên cái nóc thôi con ơi, sao hết em á. Đâu. Vô đây mình coi là cái mùi nó đẹp không nhân nha. Cái này thì có chân giò là anh em muốn đổ gì em đổ ha. Đấy, phần cabin. Đấy, engine, gearbox hộp số. Đấy. Rồi mình vô cái phần nóc này. Ủa đấy, gearbox à, cabin, nhiều cabin. Đấy, cái bên tốt 1.400 nữa. À, việc cao cao luôn nha. Rồi thôi lỡ chơi luôn em ơi. Tiền ít là hết của thơm. Đấy, mình chơi luôn. Đấy. Giờ nó cao rồi em ha. Đấy. Đó, cao rồi đấy. Mình đi ngủ rồi chứ. Tài xế mệt rồi. Mình cho tài xế ngủ. Uống 2 giờ thôi. Đấy. Qua nhận hàng anh em ơi, qua nhận hàng.
ăn chiều đây thế này. Có cái đèn trong xe mà trong game nó mờ quá này, ban đêm không thấy được bao nhiêu, không có bằng cái game Truck Simulator Ultimate này. Đèn nó rõ hơn nhiều. Nhân hàng mình sẽ nhận một chuyến hàng đi anh em ơi, 2006, 2004, 2004, 2001, 2002, 2003, 2006, à, 2008 nó khóa rồi, 2005, 2003, 2006, 2004, 2006, hàng mình nhận cái cục hàng đi nè mày, đấy, chở gỗ vật liệu gì được quá nè, em chờ xíu nha, đây, để mình chạy thử một con xe gốc nó có mạnh không anh em nhé. Chưa ngay hả? Mưa này. Rồi, xong mình phát em lên. Mình chú ý mua xe dưới này đậu ra phía một cái này là cho xe cao cái hốc rồi.